Gõ cửa hiệp hành, cùng gặp gỡ và học hỏi về lối sống hiệp hành của giáo hội. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý khán thính giả trở lại với chuyên mục Gõ cửa hiệp hành. Và chúng ta sẽ cùng đoán xem hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề gì. Nếu quý vị để ý thì trong cái logo của Thượng Hội đồng về hiệp hành có hình ảnh của một cái người đang bước đi giữa những người khác trên một cái chiếc xe lăn. Có thể nói chiếc xe lăn này khiến chúng ta, gợi nhắc cho chúng ta đến những anh chị em khuyết tật hay là những người đau bệnh. Và Đức Thánh Cha thì gần đây Ngài lại ví giáo hội như là cái mong ước của Ngài, đó là giáo hội như là một bệnh viện dã chiến. Dĩ nhiên hiểu theo cái nghĩa thiêng liêng, nghĩa bóng, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng có thể hiểu theo cả nghĩa đen nữa. Giáo hội là một bệnh viện, nơi đó có sự chữa lành, có sự đồng hành. Và khi nói đến một giáo hội hiệp hành cùng bước với nhau, có lẽ chúng ta không chỉ và không thể chỉ giảng lược cái khái niệm hiệp hành trong những cái nỗ lực hay là một cái chiến dịch chống cái văn hóa giáo sĩ trị hay là trọng nam khinh nữ vân vân ở nơi này nơi kia, nhưng mà chúng ta cần cố gắng khai thác bao nhiêu có thể cái chiều rộng và cả chiều sâu của hai chữ hiệp hành này. Thế thì ngày hôm nay trong buổi trò chuyện gõ cửa hiệp hành, chúng ta sẽ bàn về việc giáo hội cùng bước với những anh chị em đau bệnh và khuyết tật như thế nào, với sự góp mặt của một vị khách mời mà đã rất là thân quen với gõ cửa hiệp hành rồi. Xin một lần nữa con xin giới thiệu cha Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng tá viên mục vụ bệnh nhân hay còn gọi là dòng Camilo. Và chắc quý vị theo dõi những số trước thì cũng đã biết về chuyên môn của Ngài. Thì hôm nay tôi không muốn giới thiệu lại chuyên môn về tâm lý hay là những việc Ngài đã học, đã dạy. Nhưng một điều tôi muốn nhấn mạnh đó là Ngài là một y sĩ có bằng cấp đàng hoàng. Vâng, vậy thì con xin chào y sĩ của Chúa. Xin chào cha và con xin kính chào quý vị khán thính giả của Vatican News tiếng Việt. Dạ, con cảm ơn cha đã đến cùng chia sẻ với chúng con trong một cái đề tài mà cha vừa có chuyên môn, như con nói vừa rồi, y sĩ, mà lại vừa có kinh nghiệm, tại vì con biết cha là người sáng lập Mái Ấm Hai Tâm, là cái nơi nương tựa của rất nhiều trẻ em và những người mẹ bị nhiễm hay là đang ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Dạ, thưa cha, thì câu hỏi đầu tiên con muốn dành cho cha như là để bắt đầu cái cuộc trò chuyện hôm nay, đó là theo kinh nghiệm của cha, thì những anh chị em đau bệnh, người khuyết tật, có phải là những người nằm ở biên cương, ở ngoại vi, những người dễ bị bỏ rơi hay là lãng quên trong nhịp sống của giáo hội chúng ta ngày hôm nay không ạ? Cảm ơn cha về câu hỏi vừa rồi. Thật sự thì anh chị em bệnh nhân và người khuyết tật luôn luôn được coi là những người sống ở vùng ngoại biên. Ngoại biên theo kiểu là họ ít được tháp nhập một cách chủ động trong những cái sinh hoạt chung của giáo hội. Không có nghĩa là họ bị bỏ rơi, không có nghĩa là họ không được quan tâm đến, nhưng mà cái cuộc sống của họ hay cách nhìn của chúng ta về giáo hội nói chung, giáo hội ở đây mình cũng muốn nói đến là không phải chỉ là Đức Thánh Cha, Đức Cha hay là các cha, nhưng mà toàn thể giáo hội, mọi thành phần dân Chúa, một cách nào đó mình luôn luôn có khuynh hướng, mình thường có khuynh hướng nhìn đến các anh chị em khuyết tật hay là những người bệnh nhân là những người mà họ không có khả năng, và mình chỉ đem đến với họ lòng thương xót, lòng trắc ẩn vốn rất tốt rồi. Nhưng mà nếu như nói theo tinh thần hiệp hành là một giáo hội hiệp thông tham gia vào sứ vụ, thì cái sự tham gia của họ một cách chủ động trong giáo hội ngày hôm nay vẫn còn rất là thiếu. Và chưa nói đến sứ vụ, vì nhiều khi mình không nghĩ đến họ là những người có sứ vụ, có thể có sứ vụ. Do đó cái tinh thần hiệp hành mời gọi chúng ta phải nhìn lại các anh chị em bệnh nhân và những người khuyết tật của chúng ta như là chủ thể, là những người trọng tâm và là những người mang chính hình ảnh của Chúa Giêsu, để mình đến với họ như là Chúa Giêsu đang hiện diện nơi họ, chứ không phải là mình chỉ nhìn họ như những người cần được thương xót, cần được quan tâm hay là cần được bố thí hay là giúp đỡ mà thôi. Dạ, con cảm ơn cha. Cái chia sẻ vừa rồi của cha cũng khai sáng cho con. Em nghĩ là bây giờ mình chân nhận hơn cái vị trí của những anh chị em khuyết tật và người đang đau bệnh. Và họ làm nên một giáo hội hiệp hành. Chứ không chỉ là giáo hội phải đi ra để đến với họ, mà
mà họ nên giờ con lại hiểu hơn tại sao mình lại đặt cái hình ảnh chiếc xe lăn ngay trong cái logo của Thượng Hội đồng. Thưa cha, vậy thì trong thực tế thì cha đã thấy là giáo hội đã làm gì hoặc là đang làm gì và có thể tiếp tục làm gì để mình hiện thực hóa cái điều mà cha vừa nói đến ạ? Về giáo hội Hoàng Vũ nói chung và giáo hội Việt Nam mình nói riêng thì chúng ta hiểu là cái từ bệnh viện đó, hospital đó, nó đến từ gốc của giáo hội là nếu chúng ta nhớ là ngày xưa cái những người hành hương người ta thường đi tìm đến cái vùng đất thiêng liêng, những người đi hành hương nó ví dụ như đi hành hương về Jerusalem, những người đi hành hương về Roma và đặc biệt là những người đi hành hương về ở Camino Santiago đó, ở thánh mộ thánh Giacobbe đó, thì là họ họ đi để vừa đền tội vừa sống đời sống chiêm niệm và cầu nguyện. Thì dọc đường họ thường gặp bệnh tật và bị đau, bị bệnh, và giáo hội mình ngày xưa các tu viện thường mở ra những cái nhà mở, những cái nơi để đón tiếp khách hành hương. Do đó nó mới có cái chữ là hospital, hospitality, nghĩa là nơi đón tiếp, nơi đón nhận, nơi những người mà bị thương dọc đường có thể ở đó để chữa trị, để được chữa lành. Và chúng ta biết là nếu ai mà đi qua Roma cũng biết là đầu với đường hòa giải đó là bệnh viện Santo Spirito, là bệnh viện ngày xưa của tòa thánh. À, và phía dọc cái dòng sông Trastevere đó, cách đây 5 thế kỷ rồi, chúng ta biết là có cái bệnh viện Saint Jacobe, Saint James the Incurable, là ngay dọc cái đường dòng sông Trastevere, là cũng là cái nơi mà để dành cho những người bệnh nhân mà không chữa được bệnh. Cái chỗ đảo phòng cái Isola gì Cái đảo đó là Frate Bene Fratelli, là của dòng Gioan Thiên Chúa. Còn đi hướng xuống nè, xuống cái Piazza del Popolo đó, phía phía dưới đó đó, chúng ta sẽ có một cái bệnh cái dãy nhà dài mà bây giờ đóng cửa rồi, tại vì ngày xưa đó là cái nơi duy nhất để dành cho những người bệnh nhân mà không không chữa được bệnh, incurable, bệnh viện của những người mà mang căn bệnh không chữa khỏi được. Vì thế chúng ta thấy là giáo hội chúng ta có truyền thống ngày xưa là quan tâm và lo cho người bệnh. Và chúng ta cũng biết là trong Kinh Thánh, ngay cả Matthew chương 25, có Chúa Giêsu có nói là khi mình làm những việc bé nhỏ nhất cho những người này, là ai, là những người bệnh, những người đau bệnh, những người bị tù đày, những người đau khổ, là mình làm cho Chúa Giêsu. Nên cái truyền thống Kinh Thánh từ Tân Ước cho đến nay, giáo hội luôn luôn nhìn nhận những người đau bệnh là chủ thể, là người cần được chăm sóc, và nơi họ là hiện thân của Chúa Giêsu. Rồi đó là về về mặt nói chung. Rồi về nói riêng ở giáo hội Việt Nam mình thì chúng ta biết là từ xưa mình luôn luôn là những người đi đầu trong việc đến với người bệnh. Chúng ta từng có bệnh viện và chúng ta nhớ đến cái hình ảnh của cha Trang Cát Sen là đến với người bệnh nhân phong thời cách đây cả trăm năm, ngài dấn thân nuôi bệnh nhân phong, và sau đó là các sơ nữ tử bác ái nè. Rồi phía Quy Nhơn thì có dòng FMM, các sơ Franciscan, là họ dấn thân nuôi bệnh nhân phong nơi Hà Mạc Tử mất ở đó. Đó là và ở trong miền Nam thì mình còn có cả bệnh viện mắt nổi tiếng, bệnh viện Saint Paul. Rồi đó là cái truyền thống lâu đời mà nói lên cái nét son của việc giáo hội mình luôn luôn đi đầu trong việc đến với người bệnh và là nơi mà đón tiếp những người bệnh để cho họ được chữa lành. Rất tiếc là từ sau năm 75 thì mình không còn cái khả năng, hay không được, vì hoàn cảnh của đất nước mình không còn được làm cái chuyện đó nữa. Nhưng mà từ nhiều năm nay, các nữ tu, các linh mục tu sĩ vẫn dấn thân lo cho người bệnh bằng nhiều cách này cách khác. Ví dụ như là mình có các bếp cơm tình thương cho người bệnh ở trong bệnh viện. Các sơ và các thầy cũng có đi học y nhiều, và rồi họ cũng dấn thân làm việc trong bệnh viện như các bệnh nhân, như những nhân viên y tế bình thường vậy, và dấn thân một cách âm thầm hơn. Rồi dần dà thì chúng ta thấy là gần đây nhất thì là cách đây khoảng 17-18 năm thì chính bên phía Sở Lao động Thương binh Xã hội đã mời gọi bên
giáo phận Sài Gòn mình, là xin Đức Hồng Y mẫn gửi các nhân viên y tế là nữ tu, là tu sĩ đến chăm sóc bệnh nhân AIDS ở trên lúc đó là trung tâm trọng điểm, bây giờ là bệnh viện Nhân Ái để ở Bình Phước, nơi đó là nơi mà nhà nước cho các bệnh nhân AIDS ở đó chăm sóc một cách miễn phí, nhưng mà lại thiếu người chăm sóc, và các sư, các cha, các thầy đến đó từ mười mấy năm nay, đến bây giờ họ vẫn hiện diện, họ đến tự nguyện hết. Rồi sau này thì có một số vào biên chế nhà nước, họ được trả lương đàng hoàng, nhưng mà làm như một nhân viên y tế, làm việc ở đó như nhân viên y tế. Rồi chúng ta thấy rằng ngày hôm nay cả những cái nhà mồ côi, cả những cái trung tâm hay là Caritas, họ vẫn nhở mở cái mái ấm để cho những bệnh nhân có nơi cư ngụ, để có chỗ được nuôi dưỡng khi bệnh nhân đi từ vùng xa đến Sài Gòn để tìm cách được chữa bệnh đó. Thì Caritas Sài Gòn cũng có những cái mái ấm đó để cho họ ở và họ được tiếp cận đến điều trị. Thì đó là những gì mình đang làm về khuyết tật này, về người bệnh nhân nè, và mình làm cái gì trong khả năng có thể của mình. Một cái đáng tiếc là mình chưa có được nhìn nhận như ở các nước phương Tây về cái nhu cầu chăm sóc tâm linh như là Tuyên Úy đó. Ngày trước năm 75 thì mình còn có cái các cha Tuyên Úy trong bệnh viện, mà sau năm 75 thì không còn nữa. Thì bây giờ các cha chỉ được mời theo nhu cầu của bệnh nhân thôi, nhưng mà cũng còn tùy rất là nhiều. Có nơi thì bệnh viện họ cởi mở, họ thấy đây là nhu cầu thật sự của bệnh nhân thì họ đồng ý cho các cha vào để giúp đồng hành thiêng liêng với người bệnh. Ban bí tích, đúng rồi. Nhưng có nơi thì họ không cho, không phải ai, người ta cũng tùy vào cái sự cởi mở của từng người một, nơi cái cá nhân trong các cái bệnh viện đó, tùy nơi. Vào cái mùa dịch Covid vừa rồi đó, thì các tu sĩ nam nữ của chúng ta đã dấn thân tình nguyện đi vào cái nơi chữa bệnh nhân Covid, các cái bệnh viện dã chiến, để phục vụ họ, mà thậm chí họ quên mình để mà lo cho các người bệnh. Và cái này đã được nhìn nhận từ phía chính quyền, cũng như là nhiều nơi, nhiều người, người ta nhìn thấy được cái sự dấn thân của nam nữ tu sĩ chúng ta. Thì mình nghĩ đây là những cái điều mà mình đang làm rất là tốt. Dạ, còn nghĩ đến những cái điều mà mình có thể làm tốt hơn hoặc mình chưa làm tốt đủ thì sao cha? Dạ, cảm ơn cha, đây là câu hỏi khó đó. Nếu như mà nhìn với cái chiều kích và cái quan niệm của hiệp hành đó, thì mình phải nghĩ đến tham gia và sư phụ, như mình nói ban đầu. Nghĩa là hiệp thông bao gồm cái việc mình đi cùng với anh chị em đó, nhưng mà mình không chỉ là người từ ở trên đi xuống, hay là mình đi ra mình gặp họ rồi mình quay về, nhưng mà làm sao để cho họ được tham gia. Vì ở đây mình tham gia ở đây, nghĩa là gì? Tham gia vào trong phụng vụ nè, tham gia vào trong các sinh hoạt của giáo hội nè, và sứ vụ nghĩa là họ được trao cái sứ vụ để đến với người khác nữa. Vậy thì nếu mình nhìn về phía người bệnh và người khuyết tật thì họ được tham gia như thế nào? Thì chúng ta thấy là đó là cái mà mình chưa làm được, nói một cách chung, chưa làm một cách tốt nữa. Ở nước ngoài thì, ở các nước phương Tây thì mình thấy rõ ràng là có một số các tổ chức công giáo của mình luôn luôn ưu tiên tuyển người khuyết tật vào làm việc trong cơ quan. Ví dụ như là họ ra một cái tiêu chí rõ ràng là trong giáo xứ của mình hay là trong tổ chức của mình phải ưu tiên tuyển nhân sự là người khuyết tật, ít nhất là một hay hai người có mặt để làm việc với mình. Hoặc là một số tổ chức nhân đạo ở bên nước ngoài, ví dụ như là tổ chức của người nhiễm HIV thì phải có người HIV làm việc. Rồi tổ chức của người khuyết tật thì phải có người khuyết tật ở trong đó, chứ không phải là chỉ là người khỏe làm việc cho người khuyết tật. Và họ được ưu tiên làm những cái việc đó. Nhưng về mặt khách quan cũng như chủ quan ở Việt Nam mình ấy, thì là cũng còn tồn động một số cái thành kiến. Ví dụ như là mình chưa thật sự nhìn nhận người khuyết tật như là những người bằng với mình. Rồi mình cũng chưa có
tạo cơ hội cho người khuyết tật được tiếp cận đến các cái hoạt động sinh hoạt một cách ưu tiên. Ví dụ như là ở bên đây mình có cái chỗ để xe thì luôn luôn có cái chỗ để xe ưu tiên người khuyết tật, đúng không? Ví dụ như mình đi mình nói chơi thôi, bên nhà nhà dòng mình nói, mỗi lần mà đi dự lễ với Đức Thánh Cha mà có ông cha bị khuyết tật, mà mình leo lên xe ổng đi chung, ổng lái là đi vô tới sát ở trong Dạ, mà luôn. được Đức Thánh Cha dừng lại những cái Đức bắt tay Thánh nói Cha dừng chuyện lại nữa. bắt tay, còn mấy người khác thì không có được. Thì đó, bây giờ mình đặt câu hỏi ví dụ như là mình có tạo điều kiện hay là tạo cái sự tiếp cận dễ dàng cho những người khuyết tật sinh hoạt trong giáo xứ hay là trong các cái hoạt động chung của các giáo phận của mình không? Mình thích nhất là ở Sài Gòn thì có những cái khởi xướng, ví dụ như cha Bảo Lộc là giám đốc trung tâm mục vụ đó, ngài tổ chức thánh lễ hàng tháng cho các anh chị em khuyết tật, là họ đến họ tham dự lễ, họ được được tham dự tại trung tâm mục vụ nhà nguyện cổ và họ tập trung vào đó và họ được chia sẻ lời Chúa và được tham gia lắng nghe. Nhưng mà đó là một cái sinh hoạt rất hay, nhưng mà nó còn khu trú ở một vài nơi thôi, mà tùy vào cái sự khởi xướng, cái sáng kiến của cái người đứng đầu thôi. Nhưng mà làm sao nó phải là một cái quy định chung, cái khuynh hướng chung là cái nơi chúng ta sinh hoạt chung đó là phải có cái nơi của người khuyết tật, có nhà vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật để họ tiếp cận được, họ có thể đến được, rồi có ghế dành riêng cho họ, có cái chỗ để họ đi lên dễ dàng, đường để họ đi lên dễ dàng, là nơi họ tham gia và họ có thể tham gia cái gì đó. Đó là về mặt khách quan là mình chưa có. Về mặt chủ quan thì nhiều khi chính những người khuyết tật từ nhỏ ở Việt Nam mình họ bị thiệt thòi, họ không được, vì họ không được tiếp cận đến các cái dịch vụ công một cách dễ dàng nhiều năm nay. Ví dụ mình nghĩ là một người khuyết tật đi ra đường đi, họ đâu có dễ mà họ đi đi hết chỗ này chỗ kia được đâu. Ngay cả cái lề mình cũng gần đây mình cũng có làm cái nơi để họ đi lên, nhưng mà vì xe máy dành đường của họ quá nên nhà nước phải làm cả những cái rào để cho xe máy không lên được, mà xe máy không lên được thì người khuyết tật cũng không đi được, gặp rất là khó khăn, nên họ rất là tội nghiệp. Do đó cái sự thay đổi mang tính chủ quan và khách quan nó phải đồng bộ, nó phải có cái sự thay đổi về cả cái tư tưởng, cái tầm nhìn trong tương lai và cái sự quyết tâm từ mỗi người trong giáo hội chúng ta nữa. Nghĩa là không phải từ các đức cha các cha không, mà mỗi người giáo dân phải nghĩ rằng mình phải nâng cao năng lực, người ta gọi tiếng Anh là empowerment, cho người khuyết tật và giúp cho họ tiếp cận đến cái việc học vấn và được tham gia vào trong các cái sinh hoạt chung của giáo phận, của giáo xứ. Đó đó là cái mà mình phải tính từ bây giờ, tại khi mình bị thụt lùi rất là nhiều so với các cái xã hội phát triển khác, nên mình cũng không thể nào mà đổ lỗi cho ai được. Nhưng mà nếu như mình nghĩ đến hiệp hành là một cái cơ hội để mà mình thay đổi, đổi mới đó, thì mình phải đổi mới từ cả cái tất cả những cái sự chuẩn bị, các cái sinh hoạt chung, và luôn luôn đặt cái sự ưu tiên đó cho người khuyết tật là quan trọng. Một cái điểm thứ hai mà mình nghĩ là còn khó khăn đối với chúng ta là cái sự đồng hành với người bệnh trong giây phút cuối đời. Người ta gọi là đồng hành với người bị mất mát, đau buồn và mất mát, grief and loss. Đó là một cái môn học thật sự. Mỗi một chúng ta ai cũng phải đi qua cái sự mất mát và đau khổ trong cuộc đời. Và đặc biệt là đối với người bệnh, những cái bệnh nặng như bệnh ung thư giai đoạn cuối hay là bệnh AIDS chẳng hạn vậy, thì những người bệnh thường là họ phải đối diện với cái sự mất mát của chính họ và người thân của họ, và người thân của họ cũng phải đối diện với cái mất mát này. Dĩ nhiên chúng ta đang giúp rất là nhiều người bệnh nhân bằng cách này hay cách khác trong khả năng của chúng ta, nhưng mà việc đồng hành được với người bệnh trong những giây phút cuối của cuộc đời của họ rất là quan trọng. Đi cùng nghĩa là gì? Là mình có thể đi với họ ngay cả những cái lúc mà họ đối diện với đau khổ mất mát nhất. Trong tâm lý văn hóa của chúng ta thì chúng ta ngại chuyện đó.
mình sợ đối diện với cái đau khổ của người khác. Khi người ta đau, người ta bệnh, hay người ta buồn, người ta khóc, mình hay dỗ, thôi đừng nín đi, đừng khóc nữa. Hay là mình cho người ta một cái hy vọng không có đúng. Ví dụ, lý thuyết quá hả? À, đúng rồi, không có sao đâu. Rồi, hay là ý Chúa. Đã thật giá với Chúa thì... À, phát thật đó. Chính những cái đó là cái làm cho người bệnh thêm cô đơn. Vì những cái đau khổ của họ không được đón nhận. Mà mình dập tắt. Mình không cho người bệnh và người nhà sống qua cái đau khổ đó. Vậy thì hiệp hành ở đây mời gọi chúng ta suy nghĩ ngược lại là gì? Là làm sao để tôi đón nhận cái đau khổ của anh chị em và cho họ sống cái đau khổ đó. Họ đi qua cái đau khổ, họ khóc, họ được khóc, họ được nói lên cái đau khổ đó. À, chúng ta, mình làm việc trong bệnh viện nhiều đó, mình đến với bệnh nhân nhiều, rồi mình gặp những người bệnh cuối đời nhiều, mình thấy chúng ta bị gặp một vấn đề sau là, một là mình chối bỏ, mình không có chấp nhận người bệnh khi họ bệnh. Ví dụ như mình, bác sĩ thường nói về việc là người đó bị bệnh ung thư cho người nhà, nhưng mà người bệnh lại không biết. Người bệnh không biết người mình bị bệnh, không biết mình đang bệnh cuối đời. Mà người nhà thì biết, người nhà đồn. Và người nhà cố gắng ém cái thông tin đó. Nên chính cái người bệnh họ không có được đối diện. Và rồi người nhà cũng không chia sẻ được. Nếu mà nói về hiệp hành từ trong gia đình thì mình sẽ thấy là đây là một cái gì đó ngược. Vì theo luật á, thì là chính người bệnh mới là người được quyền biết cái thông tin về bệnh của mình. Và họ có quyền chia sẻ với ai hay không, đó là quyền của họ. Trong khi đó ở văn hóa Việt Nam mình thì nhiều khi người nhà mới biết người bệnh có bệnh gì, còn người bệnh không biết. Thật sự đó là cái mà làm cho cái sự đồng hành nó không có được xảy ra. Cái thứ hai là nhiều khi chính mình như là linh mục hay tu sĩ cũng gặp một cái khó khăn là mình quá bận rộn với dành quá nhiều thời gian cho người khỏe. Mình nghĩ họ quan trọng hơn. Mình, ngay cả bản thân mình cũng gặp thiếu sót đó thôi. Mà mình không nghĩ rằng cái những người mà ở giây phút cuối cuộc đời họ rất là quan trọng. Mình chưa có đầu tư thời gian thật sự để đồng hành với những người đó. Và thậm chí mình không có trang bị kiến thức đủ tốt để có thể đồng hành với những người đau khổ như vậy. Thì ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh gần đây nhiều năm nay, họ bắt đầu đã có cái chương trình dạy chăm sóc giảm nhẹ cho các bác sĩ về điều dưỡng. Và thậm chí họ có bộ môn, cái môn học và đồng hành với người mất mát và đau buồn. Nghĩa là chính họ cũng nhận thức được rằng là đây là một cái nhu cầu quan trọng. Và chăm sóc tâm linh cũng được đưa vào trong cái môn học đó. Từ đó để cho thấy rằng là ngay cả bên phía giới y tế họ nhìn thấy cái nhu cầu này. Và ở các chủng viện trên thế giới họ luôn luôn khuyến khích. Và thậm chí có một số nơi bắt buộc các chủng sinh phải học cái môn gọi là CPE, Clinical Pastoral Education. Nghĩa là các chủng sinh sẽ học cách đồng hành với bệnh nhân và biết cách qua việc đồng hành bệnh nhân để nhận biết mình tốt hơn về con người của mình. Và biết cách chia sẻ với những bệnh nhân trong lúc họ đau khổ, họ hoang mang, họ mất mát và với người nhà của họ. Tuy nhiên mình, cái này là cái chủng viện Việt Nam mình, chủng viện Sài Gòn cũng có một môn học, một ngày học cái đó. Mà mình tới mình dạy, nhưng mà hình như một ngày vẫn chưa đủ, cái môn học này nó phải kéo dài cả một học kỳ. Nghĩa là người chủng sinh đó là phải đi gặp bệnh nhân và dành bao nhiêu giờ đó và về, và có cái người hướng dẫn, cái người giám sát để giúp cho họ nhận biết cách họ tương tác với người bệnh nó như thế nào. Thì đây là một cái điều mà có lẽ chúng ta từ từ phải nghĩ đến trong cái vấn đề huấn luyện và giáo dục trong các cái môi trường đào tạo tu sĩ và linh mục của chúng ta. Vì chỉ khi mình biết cách đồng hành với người mất mát thì mình mới hiểu thế nào là mất mát, và mình mới hiểu thế nào là chia sẻ và đến với họ thật sự. Đó là cái mà chúng ta có lẽ còn thiếu trong cái môi trường hoạt động trong giáo hội của chúng ta. Rồi mình nghĩ một cái quan trọng nữa là sư vụ, nghĩa là gì? Nơi người khuyết tật và bệnh nhân đó, họ luôn luôn dạy cho mình một bài học rất quan trọng về cuộc đời, về cuộc sống, về đức tin, về hy vọng, về Chúa.
Nhiều khi qua họ mình lại học nhiều hơn là mình làm gì đó cho họ. Từ đó mình phải đặt ngược lại câu hỏi là không phải tôi đến với người bệnh như là sứ vụ của tôi không, nhưng mà họ đến với tôi, họ là người mang Chúa đến với tôi, và chính qua họ tôi gặp gỡ được Chúa Giêsu. Họ là người mà đã mang cái vết thương, họ cũng mang cái chính cái vết thương của Chúa trên thập giá. Từ đó mình đến với họ là mình nhận diện được Chúa nơi họ, và mình sống cái cuộc sống của mình nó bớt cầu toàn hơn. Mình đi qua cái sự mỏng giòn của mình, và mình chấp nhận cái sự mỏng giòn của mình một cách dễ dàng hơn. Trong cái thế giới ngày hôm nay, người ta hướng đến cái sự cầu toàn rất là nhiều, hoàn hảo. Mà khi mà mình để hướng quá nhiều đến cái sự cầu toàn, mình dễ loại bỏ hay là mình chối bỏ những cái gì là yếu đuối, thậm chí yếu đuối của bản thân, mình không chấp nhận nó và mình không chấp nhận cái yếu đuối của người khác. Thì cái người bệnh và người khuyết tật là người giúp cho mình nhận diện được cái yếu đuối của mình và chấp nhận yếu đuối của mình, đồng thời chấp nhận được cái yếu đuối của tha nhân. Mà chỉ khi mình chấp nhận được cái yếu đuối của mình cái tha nhân thì mình mới hiểu được Chúa đã yêu thương mình thế nào, Chúa chấp nhận mình thế nào, Chúa chấp nhận mình thế nào và Chúa đã tha thứ cho mình thế nào trên thập giá của Chúa. Thì đó là cái sứ vụ của người khuyết tật, người bệnh mà có thể dạy cho chúng ta. Chứ không phải là mình đi đến để mình cho họ cái gì đó mà học mà thôi. Tính là họ cũng là những nhà huấn luyện đức tin cho những đúng anh chị em đi thủ khác nha. Dạ, con cảm ơn cha rất là nhiều vì khi nãy cha có đề cập tới những cái môn học rất là thực tế trong trường Đại học Y Dược. Hồi xưa con cũng học trường đó ra mà thú thiệt cái thời con không có cái môn đó, toàn lo chuyện chuyên môn rồi kinh tế gì không thôi. Rồi thậm chí trong các chủng viện và các dòng tu nữa, thú thực là từ trước giờ, từ đến giờ trong ngày dòng con chưa được học môn đó, kể cả bên Roma này. Thì con rất mong là những nhà huấn luyện sẽ bắt đầu xem xét rồi đưa những cái môn học rất là cần thiết như vậy. Tại vì con cũng có một cái kinh nghiệm cá nhân là khi mà mình, thứ nhất là mình cũng tốt nghiệp Đại học Y Dược ra thì người ta cứ nghĩ mình là có chuyên môn y tế. Rồi thứ hai là mình khi mình đi tu thì người ta nghĩ mình là một người sẽ luôn sẵn sàng có khả năng lắng nghe, đón nhận và thậm chí là đưa ra những cái giải pháp cho vấn đề. Thì con gặp rất là nhiều giáo dân nhắn tin hỏi tất cả những cái chuyện về sức khỏe. Con nó thế này, nó bị viêm amidan thế này, uống thuốc gì thầy kê giùm đi, ngày xưa kia làm thầy đi giúp xứ đó. Rồi cho đến bây giờ liên tục, và họ coi mình, mặc định mình là một bác sĩ và thậm chí là một bác sĩ và một linh mục, cho nên họ càng tin tưởng hơn. Còn trong khi mình thì mình lại thấy mình quá giới hạn, tại vì thứ nhất mình không được trang bị những cái chuyên môn quá căn bản như cha nói. Nghề chuyên môn về y tế thì mình quên gần hết rồi, đi tu đâu có dùng nhiều đâu, như dòng của cha may ra được dùng nhiều. Thì thành ra nhiều khi con có một cái phản ứng mà sau đó con xét mình lại con thấy rất là hối lỗi. Đó là hai thái cực, hoặc là mình quá thiêng liêng, tức là mình quên hẳn mình là một người bác sĩ hay là dược sĩ gì. Mình nói thẳng họ luôn về cái chuyện đưa ra những cái lời khuyên rất là thần học, rất là kinh thánh rồi cầu nguyện gì, thiêng liêng hơi vội. Và bỏ mặc họ nơi đó vì mình thấy mình bất lực trong cái chuyên môn. Hai đó là mình lại phản ứng quá như một người chuyên gia. Nghĩa là vừa mới nghe họ tâm sự vậy thì mình đề xuất ngay cái chuyện là bây giờ đừng bàn gì hết, bây giờ việc đầu tiên là phải đi làm xét nghiệm. Rồi trước khi chưa có cái này thì tôi chưa thể nào đưa thuốc ra được như vậy thế kia. Mà mình quên nghĩ rằng là nhiều khi họ có những cái khó khăn để mà đi đến bệnh viện, đi đến bác sĩ, và đâu là cái điều họ cần khi họ đến với mình. Thì con cảm ơn cha rất là nhiều vì những chia sẻ của cha giúp cho con rất là nhiều. Thật ra đó là cái câu hỏi thứ ba con muốn hỏi cha luôn á, là kinh nghiệm của cha khi mà tiếp xúc với một người bệnh mà họ đang trong một cái nỗi đau tột cùng, một cái sự vô vọng, thậm chí là một cái nỗi cô đơn, khi mà hiểu rằng là chắc là giờ không ai hiểu được cái nỗi đau của tôi đâu, không ai có thể cảm nhận được, cho nên tất cả những gì mọi người nói với tôi lúc này cũng chỉ là lý thuyết và văn vở thôi. Thì không biết trong những trường hợp như vậy thường thì cha làm gì cha? Dĩ nhiên con không dám nói đây là một hướng dẫn chung cho mọi trường hợp, nhưng mà cha thử kể một kinh nghiệm nào đó được không ạ? Cảm ơn cha Huy. Thì đối với mình thì bài học lớn nhất và cái kinh nghiệm mà mình gặp nhiều nhất đó là phải biết học, biết im lặng. Thinh lặng là một cái lời nói hay nhất mà mình có thể dành cho người bệnh, thinh lặng.
Vì cái lời nói của mình lúc này cái gì nó cũng có thể vô nghĩa, không có tác dụng. Mình nói đừng lo nha, sẽ hết thôi. Nhiều khi nó không hết thì sao? Hay là Chúa sẽ chữa cho bạn, lỡ không chữa được thì sao? Và chúng ta nhớ là Chúa Giêsu không bám đến sự sống bằng mọi giá. Chúa Giêsu không bám trên thập giá, Chúa không bám đến cái sự sống bằng mọi giá. Chúa giang tay và Chúa chịu chết. Vậy thì đối với đạo Công giáo chúng ta, chữa lành không có nghĩa là hết bệnh. Chữa lành không có nghĩa là tôi không chết bao giờ, hay là tôi có thể quay lại như xưa. Ví dụ như là sau khi cơn bệnh tôi có thể quay lại như xưa. Chữa lành nghĩa là tôi bình an, tôi chấp nhận những gì xảy ra với tôi và tôi hiểu được cái ý nghĩa của những gì xảy ra với tôi là gì. Nhưng mà để hiểu được cái ý nghĩa của căn bệnh nè, của việc mình được bình an nè, và mình thấy được cái giá trị của cái đau khổ của mình đó, nó đòi hỏi mình phải được chấp nhận. Có ai đó đi cùng mình và đi với mình trong cái lúc đau khổ đó. Do đó cái đau lớn nhất và cái tổn thương lớn nhất của người bệnh không phải là họ bị đau, nhưng mà họ cảm giác họ bị bỏ rơi, không ai hiểu cho họ. Vì thế trong cái kinh nghiệm của mình là khi mình đến với người bệnh, mình khoan vội nói cái gì? Mình khoan vội cho họ biết là mình biết cái gì, hay là mình khoan vội cho họ một cái hy vọng nào đó, cho bằng là mình có thể nắm tay họ, có thể ở bên cạnh họ, thinh lặng với họ, nhiều khi ngồi đó với họ hàng giờ cũng được, nhưng mà phải can đảm ngồi đó với họ. Thì đây là cái mà ít người trong chúng ta nghĩ là mình muốn làm điều đó. Ngồi với ai đó 5 phút mà không nói gì là mình đã thấy mệt. Trong khi đó mình ngồi bên cạnh người bệnh một tiếng đồng hồ là một cái gì đó nó rất là lớn. Nhưng mà đôi lúc người bệnh nó chỉ cần chừng đó thôi, cần ai đó có thể ngồi với họ trong cái lúc họ đau khổ nhất. Và chính cái việc mà mình ngồi đó với họ được, mình thinh lặng với họ được, thì mình sẽ hiểu được cái nỗi đau của họ. Và nhiều khi chính cái việc mình ngồi được với họ thì họ sẽ được chữa lành. Vậy lành không có nghĩa là hết bệnh. Lành là tôi lấy lại được con người của tôi, tôi hiểu được ý nghĩa cuộc đời của tôi trong cái đau khổ của tôi, và tôi sẵn sàng đi qua nó, tôi chấp nhận nó. Cảm thấy là Chúa cũng rất là tin tưởng khi trao cho mình cái thập giá này. Đúng rồi, dạ. Mà cái này mình cũng muốn chia sẻ thêm là mình đây là cái thiếu sót của tu sĩ chúng ta, tu sĩ nói chung. Mình gặp rất là nhiều anh em hay chị em tu sĩ đó đau khổ vì khi mình bệnh đó, mình không có được chị em hay anh em trong nhà dòng hiểu cho mình. Đấy. Nhiều khi mình rất là tốt trong việc dấn thân ra ngoài để giúp cho người bệnh, hay là để làm từ thiện, thậm chí là mình làm được những việc rất là tốt. Nhưng mà khi anh chị em mình bị bệnh, có nhiều người còn phải về nhà để tự đi kiếm tiền, hay là tự xin người này người kia giúp cho mình đi khám bệnh, đi chữa bệnh, hoặc là bị loại trừ một cách dễ dàng. Mình mang danh là mình có thể dành thời gian đi chữa cho người khác hay đi giúp người khác, nhưng mà khi mình bị bệnh rồi đó, mình bị cô lập, mình cảm thấy mình không có giá trị, mình không còn hữu dụng nữa. Trong khi chính những người đó họ đã dấn thân cho nhà dòng, họ hy sinh cho nhà dòng, mà nhiều khi họ bị bệnh là vì họ phục vụ. Nhưng mà đến khi bị bệnh rồi thì lại cảm thấy rất là đơn độc. Chúng ta nghĩ đến cả những cha già đã về hưu nữa, họ rất là đơn độc. Rồi các tu sĩ, anh chị em tu sĩ mà bị bệnh, mắc phải bệnh hiểm nghèo đó, những người mà đang trong thời gian khấn tạm thì mình biết có một số người thôi, tất nhiên là không phải tất cả, một vài người phải bị cho về vì mình bị bệnh rồi, mình với cái việc là mình không còn thể giúp cho nhà dòng được nữa, hay không với căn bệnh của mình không có làm sứ vụ hay tông đồ được, cái bị về ơ gọi và sứ vụ bị hai cái, đúng rồi, đó rất là tội nghiệp. Do đó mình nghĩ là nó phải bắt đầu từ phía mỗi người chúng ta trước. Nghĩa là mình có can đảm đi cùng với anh chị em tu sĩ của mình hay không, trong cộng đoàn hay không, mình có kỳ thị, có coi thường người ta hay không, chứ không phải là mình chỉ thương hại giúp đỡ là không, nhưng mà mình can đảm ngồi cùng và đi cùng với họ. Đó là cái mà chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta còn thiếu sót. Dĩ nhiên không hiếm những trường hợp là mình đi đến cùng với anh chị em của mình, nhưng mà
cái việc mà nhiều anh chị em tu sĩ cảm thấy mình bị bỏ rơi à? Cái này con cảm nhận rất là sâu sắc và chắc con cũng phải đấm ngực ăn năn, tại vì hiện giờ con đang sống trong một cộng đoàn mà có rất là nhiều những cha hưu, những cha già về hưu, mà nhiều khi mặc dù mình biết đó là các cha trước khi về hưu toàn là những cái nhân vật lỗi lạc, cống hiến biết bao nhiêu cho nhà dòng, làm những cái chuyện rất là quan trọng, hy sinh cả đời, mà tự nhiên mình rất là dễ quên cái chặng đường đó của mấy cha, mà mình chỉ nhìn đến mấy cha trong một cái tư thế là đau bệnh, làm gánh nặng cho cộng đoàn, hay không làm được gì, hoặc là đôi khi là một đứa trẻ chơi chọc một tí. Nhưng mà đúng là con thấy mình cũng có lỗi khi mà nhìn cái cha như vậy. Mình nhớ năm 2014 mình năm 2012 mình quay lại Philippines, mình ghé học viện Loyola đó. 12, 11. Mình nhớ trong khoảng đó thì mình gặp lại cha linh hướng cũ của mình, là cha dòng tên đó. Ngài linh hướng cho mình mấy năm trời khi mình học bên đó. Thì mình cũng bất ngờ, mình hỏi ngài ở đâu thì thông tin đó thì người ta chỉ cho mình đến cái infirmary của dòng tên ở phía sau, sau cái học viện Loyola mình học đó. Và mình gõ cửa thì mình nghe từ bên trong là ngài nói là vào đi. Thì mình đẩy cửa vào thì mình thấy ngài nằm trên giường, ngài nằm trên giường, liệt giường, ngài không đi được mà ngài nằm, ngài chỉ với tay được thôi. Thì mình quỳ xuống bên ngài để mình xin xưng tội, tại vì mỗi lần gặp ngài mình xưng tội. Thì đó là một cái giây phút mà cảm thấy thiêng liêng nhất, mình cảm thấy thiêng liêng nhất trong khi đến nơi đó. Vì khi mình quỳ xuống bên cạnh ngài thì ngài nói là cha cảm ơn con là đã còn nhớ đến cha. Rồi khi mình xưng tội thì ngài ban phép giải tội cho mình trên giường. Và ngài nói cuộc đời tu sĩ của chúng ta là như thế, mình sống với anh em của mình đi với anh em của mình, và khi mình bệnh mình sống với người anh em bệnh của mình. Và tu sĩ của chúng ta không có chữ về hưu. Và khi mình già, mình nằm trên giường bệnh là mình cầu nguyện cho mình đi cùng với những người bệnh, và mình cầu nguyện cho giáo hội bằng vết thương, bằng đau khổ của mình. Mình học được rất nhiều từ chính cái hình ảnh đó của cha linh hướng của mình. Từ đó mình hiểu nghiệm ra rằng là không ai trong chúng ta là vô nghĩa trước mặt Chúa và vô nghĩa trước người khác, ngay cả mình bị bệnh. Vì chính lúc mình bệnh là mình tham gia vào sâu vào trong cái sứ mệnh của giáo hội, trong việc tháp nhập cái đau khổ với Chúa Giêsu trên thập giá. Và có lẽ đó cũng là hình ảnh của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi ngài đối diện với căn bệnh Parkinson, rồi những năm cuối đời ngài rất là yếu. Và ngài sống cái đau khổ đó để chia sẻ cái đau khổ với những anh chị em đau khổ khác. Và đó chỉ có thể xảy ra trong giáo hội mình mà thôi. Những nơi khác ít bao giờ thấy. Người ta luôn luôn nghĩ đến cái sự hoàn hảo. Người ta luôn luôn nghĩ đến cái việc là người ta phải mạnh mẽ, phải vượt lên trên tất cả mọi thứ. Người ta coi cái sự đau khổ là cái gì đó xui, ghê tởm, hay là không đáng có, hay là một cái gì đó bị phạt. Nhưng mà giáo hội mình nhìn ngược lại, là từ cái đau khổ đó mình hiểu được cái tình thương của Chúa dành cho mình. Và cái đau khổ nó luôn luôn nó có ý nghĩa. Mà nếu mà cái đau khổ có ý nghĩa thì mình sẽ được chữa lành. Con cảm ơn cha. Bây giờ cha cho con tò mò một chút thôi về nhà dòng của cha đi. Tại vì với tên gọi là dòng tá viên, thì tá viên nghĩa là gì? Rồi mục vụ bệnh nhân, thì mục vụ bệnh nhân thì mình, thì các cha các thầy đã đang làm những cái gì? Và con biết là cái cây thánh giá cha đeo trước ngực đó, màu đỏ, có phải là chữ thập đỏ luôn không? Ý có phải là vậy không? Cái dòng của mình, tá viên mục vụ bệnh nhân, nghĩa là dịch ra từ tiếng Ý Ministry Daily Infirmary. Ministry là mục vụ đó, Daily Infirmary là người mục vụ cho những người bệnh. Vậy thì mình dịch ra tiếng Việt là tá viên là những cái người vừa là mục tử mà những người điều dưỡng hay bác sĩ hay là nhân viên y tế đi chăm sóc cho người bệnh, như là một người mục vụ, làm công tác mục vụ và chăm sóc người bệnh. Thì được thành lập bởi Thánh Camillo de Lellis. Ngài sinh 1550 và chết năm 1614, Thánh Camillo de Lellis. Ngài có cái điểm chung giống các cha của cha Ignacio dòng tên là ngài từng là lính.
Ngài từng là lính đánh thuê và Ngài có một căn bệnh là bệnh nghiện cờ bạc, và thậm chí là Ngài đã từng thế chấp cả cái kiếm của Ngài, cái gươm của Ngài để đánh bài. Rồi sau khi đó Ngài được hoán cải bởi một cha dòng Francisco khi mà Ngài đi ăn xin ở trước cái nhà thờ San Giovanni Rotondo ở miền Nam nước Ý đó. Ngài ngồi đó ăn xin thì được các tu sĩ dòng Francisco cho việc làm, và Capuchin đó, cho việc làm. Rồi Ngài sau khi lắng nghe được các Ngài, Ngài hoán cải. Rồi Ngài có cái lạ là Ngài có một cái vết thương ở chân, nên Ngài vô nhà tập thì bị khi mặc áo dòng đó, thì cái áo dòng nó cứ cạ vô vết thương ở chân, nên Ngài được cho về. Về và Ngài đến bệnh viện Thánh Giacobbe, nơi mình nói đó là bệnh viện dành cho những người không chữa hết bệnh được, để làm nằm ở đó để chữa. Thì khi Ngài về đó thì Ngài lại thấy các bệnh nhân bị bỏ rơi đó, không được chăm sóc, nên Ngài quyết định là thành lập một cái nhà dòng để chăm sóc cho những người bệnh như vậy. Thế thật Thánh Giá Đỏ là vì Ngài đi lên, khi mà Ngài lên xin với Đức Giáo Hoàng để làm, để thành lập nhà dòng, Ngài xin một cái huy hiệu riêng của nhà dòng. Thì Ngài nhớ là trong thời lúc mà mẹ của Ngài mang thai Ngài đó, thì Ngài mồ côi mẹ năm 13 tuổi. Mà lúc mà Ngài mẹ mang thai thì mẹ có giấc mơ là thấy con mình sinh ra là cầm một cái cờ có Thánh Giá Đỏ, hình Thánh Giá Đỏ, dắt một đám đi sau lưng. Thì mẹ lúc đó cứ nghĩ là sợ con mình lớn lên thành tướng cướp, nên cứ nhắc câu chuyện đó với con, con coi chừng nó, mai mốt con làm tướng cướp bây giờ. Nhưng mà sau đó khi Ngài xin lập nhà dòng, Ngài muốn một cái huy hiệu để nhận biết được nhà dòng của mình, Ngài xin Giáo Hoàng là cho đeo Thánh Giá Đỏ trước ngực. Vì sao? Vì cái Thánh Giá Đỏ tượng trưng cho thập giá Chúa Giêsu, mà máu là màu đỏ tượng trưng cho máu, cho sự sống, như là cho vết thương của Chúa nữa đó. Rồi Đức Giáo Hoàng còn ban một cái đặc ân cho nhà dòng mình là những ai khi mà tu sĩ Camilo đi phục vụ bệnh nhân đó, mà mang trên người cái Thánh Giá Đỏ đó, mà bệnh nhân mà chạm vào cái Thánh Giá đó với cái lòng khao khát được chữa lành đó, thì được ơn toàn xá đó. Hồi đó nó có cái đặc ân đó. Thì lịch sử có ghi chép lại trong một vài cái hồi ký của Henry Dunant, người lập ra cái hội chữ thập đỏ đó. Thì mình không nhớ là nó ghi chép ở đâu, nhưng mà mình biết được là trong một cái trận chiến ở miền Bắc nước Ý, năm vào chiến tranh thế giới thứ nhất đó, thì có hai quân đội của nước Ý và Áo đánh nhau. Và hai quân đội Ý và Áo đánh nhau thì binh sĩ hai nơi đều bị thương hết. Thì Henry Dunant lúc đó ông tình cờ ông ở khu vực đó, thì ông thấy có một điểm lạ là hai bên chiến tuyến đều có một số người mang cái đồng phục mà có Thánh Giá Đỏ đằng trước. Và cả hai nhóm người này đều không đánh nhau, nhưng mà binh sĩ bị thương của bên nào cũng được chăm sóc, cũng được những người này chăm sóc và giúp chữa lành hết. Thì ông mới hỏi, thì ông mới biết được là đây là các tu sĩ Camilo. Rồi sau đó chính vì thế mà ông về, ông mới lập nên cái hội chữ thập đỏ. Vậy là chữ thập đỏ có sau cái Thánh Giá Đỏ này. Nãy giờ con lại tưởng cái Thánh Giá Đỏ thì đến từ cái chữ thập đỏ đó. Cái nhà dòng mình thành lập năm 1592 là chính thức á, năm 1881 là được thành lập rồi. Nhưng mà cái này nó có trước đó, mà trong khi hội chữ thập đỏ chỉ có sau này thôi. Thì hội chữ thập đỏ thì họ làm ngắn hơn cái huy hiệu. Có bao giờ cha được phép mở Thánh Giá ra hay là luôn phải đeo 24 tiếng nhân 24 tiếng? Cái này chỉ là cái huy hiệu thôi, thường là cái áo dòng nó nằm trên này. Vậy cha cho con mượn đeo tí xíu thử thôi. Mơ ước con lâu nay mà. Để con coi quý khán thính giả của Vatican News coi con giống tướng cướp trong giấc mơ hay là giống một vị thánh sáng lập dòng. Dạ. Yeah. Cha còn giờ dòng mình ở Việt Nam hiện tại thì mình đang dấn thân trong những cái lĩnh vực nào cha? Thì khi mà mình về Việt Nam thì là lúc đó mình mới học xong ở Loyola đó. Thì Đức Hồng Y Mẫn lúc đó Ngài mới được nhà nước mời tham gia vào việc là gửi tu sĩ đi giúp cho bệnh nhân AIDS. Lúc đó HIV đang lây lan rất là mạnh ở Việt Nam. Thì Ngài biết nhà dòng của mình, thì Ngài cũng giao cho mình việc là cùng cộng tác với các tu sĩ, liên tu sĩ để chăm sóc bệnh nhân HIV. Thì từ đó đến giờ thì việc đầu tiên là
mình lo cho việc mục vụ cho bệnh nhân HIV trong giáo phận từ năm 2004 đến giờ. Thì trên cái hành trình đó thì bắt đầu mình mới mở mái ấm Mai Tâm để nuôi các em mồ côi nhiễm HIV. Rồi sau khi mở mái ấm Mai Tâm thì mình lại phát hiện ra là có nhiều người bệnh nhân bị bỏ rơi, bệnh nhân AIDS bị bỏ rơi mà không có nơi nương tựa đó, rồi họ ở cuối đời không có ai giúp đỡ. Thì mình với các em anh em trong nhà dòng mới mở cái mái ấm Naya. Mới đầu thì mượn cái chỗ của tu hội Naya để ở, sau này thì mình dời về Thủ Đức, dời về gần hơn. Rồi sau đó thì mình mở cái mái ấm Gari để cho các bệnh nhân ung thư, các trẻ em ung thư. Mình nhớ là thời đó các bệnh nhân ung thư, các trẻ ung thư đó, 4-5 người trong một cái giường ở bệnh viện ung bướu. Thì lúc đó mình mới nghĩ đến việc là nhờ cái sự giúp đỡ của nhiều ân nhân mở được một cái mái ấm dành cho các em bị ung thư và bệnh nhân ung thư mà không có nơi để nằm điều trị đó. Khi mà đi từ tỉnh lên rồi không có chỗ ở đó, thì họ có chỗ ở, họ không, mình lo ăn uống, lo đi lại cho họ. Rồi càng về sau nữa thì lại ngoài bệnh nhân ung thư ra thì có những bệnh nhân cũng bị bệnh nặng khác cần được chăm sóc, rồi bị bỏ rơi. Và cái đáng buồn ở Việt Nam mình là gì, khi mình không có bảo hiểm mà mình bị bệnh nặng đó là mình chết, không ai, thậm chí là có nhiều người nhà bỏ rơi họ trong bệnh viện, người bệnh viện cũng không có khả năng lo cho họ nữa, nên khi mà họ bị cho ra viện họ không biết đi về đâu. Là đa số nhiều người ở Sài Gòn mà họ bị bệnh nặng mà họ ở nhà thuê nữa thì các phòng trọ cũng không muốn có người bệnh chết trong phòng trọ của mình xui, nên thường không có cho họ vô ở. Thì mình có những cái mái ấm nuôi những cái bệnh nhân đó. Rồi càng về sau này thì là cả bệnh nhân già, người già neo đơn bị bỏ rơi ở ngoài đường rất là nhiều, thì mình cũng mới mở một cái mái ấm cho những người già neo đơn như vậy. Ở Việt Nam thì các sơ mở các mái ấm cho các cụ già nữ rất là nhiều, nhưng mà mái ấm cho cụ già nam thì không có. Mình thì mở ra để cho cả nam cả nữ luôn, cho nó cân bằng. Thì đó, cái tạm thời mình đang chỉ làm tới đó thôi. Dạ, thôi con cũng chỉ biết cầu chúc quý cha quý thầy tiếp tục dấn thân trong cái sứ mạng để cụ thể hóa cái giấc mơ về một giáo hội hiệp hành cùng bước với anh chị em đau khổ, anh chị em bệnh tật, anh chị em khuyết tật. Con trả lại. Cảm ơn cha Huy. Không quên mất căn tính của mình. Cảm ơn cha. Mình đeo thánh giá dòng Camilo mà ngồi trên ghế dòng tên hết chục năm. Hy vọng là những chia sẻ của cha đến với quý khán thính giả của Vatican News tiếng Việt sẽ giúp khởi hứng cho những ai đang muốn đồng hành tốt hơn với anh chị em bệnh nhân, người khuyết tật mà chưa thấy có một cái định hướng hay là một cái lửa nào thì sẽ được thắp lửa lên. Đồng thời cũng sẽ giúp cho anh chị em nào đang phải chịu đau khổ, bệnh tật hay là những cái khuyết tật trong đời sống của mình thì mình cũng thêm tự tin, thêm can đảm và thấy được cái giá trị của mình, thấy được chỗ đứng của mình trong việc xây dựng đức tin, đời sống đức tin cho toàn thể hội thánh. Và con cũng đang mơ đến một cái giáo xứ nào đó có những cái hội đoàn dành riêng cho anh chị em khuyết tật hay là bệnh nhân để họ gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, chia sẻ với nhau, thậm chí là đưa ra những cái chứng từ cho những anh chị em trong toàn giáo xứ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cha đã đến với chúng con. Xin cảm ơn quý khán thính giả của Vatican News tiếng Việt đã luôn đồng hành, ủng hộ, cầu nguyện và thậm chí còn chia sẻ cho chúng tôi những cái cảm nghiệm của quý vị nữa. Nếu ai có cảm nghiệm gì hay, xin đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi. Mặc dù đây là chuyên mục Gõ Cửa Hiệp Hành, nhưng chúng tôi có một cái email để lắng nghe quý vị, đó là nhipcauhiephanh@gmail.com. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin cảm ơn cha Huy và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.